Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Ôi dồi ôi, mọi hôm cứ cầm tay quay thì nó dễ, nhưng hôm nay chỉnh đốn mãi để cây để que chỉnh đốn mãi mệt quá các bạn ơi. Bởi vì có cháu tham gia bảo là muốn để mà nhìn thấy người vừa ăn vừa nói chuyện thì nó hay hơn. Ôi dồi ôi, nhưng mà bà già này á, lộ diện lộ cái mặt ra xấu xí chán lắm cả nhà. Thì Khánh Nguyễn đây, Cuộc Sống Đức U70 đây cả nhà, mời các bạn ăn sáng với mình nhá. Thì bữa ăn sáng của mình thì gồm có rất là nhiều món này, mỗi thứ một tí đây các bạn ơi. Đây là cái nho nho không hạt nhé, nho không hạt cũng rất là ngon. Và cái đĩa này nó có thập cẩm luôn này, cái đĩa này nó nhỏ quá nên mình không có cái đĩa to. Đây các bạn nhìn, đủ các món, quả việt quất này, rồi dâu tây này, anh đào này, táo xanh, táo da xanh ấy rất là tốt các bạn. Mới thì cái gì nhỉ, kiwi côi, kiwi mà ruột vàng nhé các bạn, kiwi ruột vàng. Đây này, cái táo da xanh này này ăn rất là tốt nha các bạn nhé. Và cái đồ ăn của mình thì mọi hôm mình nấu mình đã giới thiệu rất nhiều lần, nếu mà các bạn xem của mình các bạn biết rồi. Ở trong cái có 8 thứ. Và cốc nước cam vắt đây này các bạn này, cốc nước cam này rất là giá trị. Ở trong cái có cả nước cam này, rồi chanh đấy, rất là ngon. Và cái cốc này thì là cốc 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 chè các bạn, cốc chè thôi. Mời các bạn ăn sáng với mình nhé. Thì bây giờ là các bạn muốn là ngồi nhìn mâm trái cây xong rồi nói chuyện hay như thế nào? Tại vì là mình thấy có bạn bảo mình chứ, lại vừa ăn vừa nói khó chịu quá. Thế bây giờ vừa ăn vừa chia sẻ thì không vừa ăn vừa nói thì làm thế nào? Làm thế nào để mà nói chuyện được đây? Trời ơi sao mà khó tính thế cái chứ nhỉ? Trước khi đi vào chia sẻ thì cho mình gửi lời kính chúc quý vị và các bạn nhé. Không quên gửi lời kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe này, hạnh phúc bình an trong mùa dịch này. Trời ơi, mong các bạn ủng hộ nhá. Gấm có cháu thì nói, ôi giời ơi, lại vừa ăn vừa nói khó chịu quá. Thế bây giờ không vừa ăn vừa nói thì làm thế nào đây? Bây giờ cái nhìn mình nhìn cái mâm trái cây này xong rồi nói mồm không và nói suông à? Thế bảo ăn thì không ăn à? Ok thì ăn một miếng nhá. Ăn một miếng để xong rồi nói chuyện nhá. Đây này, cái bát mình nấu đây, mình mọi lần mình giới thiệu các bạn ở đây. Để mời các bạn ăn nhá. Ăn một miếng thì nói. Ai chê thì chê. Các bạn nào làm mới các bạn phải làm thật sự với các bạn nhá, đừng có vào đăng ký kênh xong rồi đi ra đấy là không có tốt đâu. YouTube họ biết hết đấy, mình nhắc rất là nhiều rồi. Thì bây giờ đi vào chủ đề chính nhé các bạn nhá. Chủ đề chính hôm nay là tại sao mình ở Đức lâu rồi mà cuộc sống không đổi màu. Không đổi màu là gì? Bây giờ nói đến về không đổi màu thì nó có muôn hình muôn vẻ. Không đổi màu là có thể là mình già mấy chục năm rồi nó đổi màu thì có đổi. Có đổi là cái lúc mình sang đây thì tuổi trẻ tóc đen, còn bây giờ là tóc thì bạc rồi, tóc bạc hoa râm rồi, mặt thì nhăn nheo nhiều miếng, đấy là có đổi màu đấy các bạn chứ không phải là không đổi màu đâu. Cuộc sống sống ở Đức lâu rồi có đổi màu nhá chứ không phải là không đổi màu. Và đấy là cái đổi màu. Cái thứ nhất là trước khi đi thì mình có chồng có con, nhưng mà đến bây giờ thì có con nhưng mà độc thân, sống độc thân nhé. Ai thương thì đến đây cho nó có đôi nha các bạn nha. Và
Nhanh thật đấy, đúng là nhanh thật các bạn. Đời người đến hôm nay mình điểm lại, mình đã xem nào, năm 1987, tháng 5 năm 1987, đến bây giờ là đến tháng 6, tháng 7 rồi, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 35, 36 năm rồi các bạn. 36 năm mình sống ở Đức rồi nhá. 36 năm sống ở Đức thì cái gì là không đổi màu? Không đổi màu là ở nhà thì ở nhà thuê, vẫn nghèo, sống độc thân, không có gì. Cả đời người sống ở Đức nhưng mà đến bây giờ thì vẫn sống nhà thuê đấy các bạn, vẫn ở nhà thuê, vẫn chán lắm. Mời các bạn ăn nhé, cái này nó hơi to. Nếu mà gọi là vừa ăn vừa chia sẻ thì phải là ăn chứ, thế không ăn thì bây giờ cứ ngồi này nhìn à. Cảm ơn các bạn. Các bạn bảo chứ vừa ăn vừa nói khó chịu quá. Trời ơi xin lỗi bạn. Mình cũng không biết làm nào được, làm dâu trong họ mệt quá. Thì và một cái nữa là không đổi màu là cái gì? Cuộc sống vẫn vậy, không tiền, không bạc, không chồng, và nó có rất là nhiều đổi thay. 36 năm cũng không dài mà cũng không ngắn, một nửa đời người các bạn. Và đến bây giờ mình có được cái gì thì các bạn thấy đấy, cuộc sống bây giờ về hưu không đi làm gì nữa, về hưu. Và nhiều khi cũng không biết làm thế nào được. Nếu như ở trong nhà bốn vách tường thì nó buồn lắm, mà ra ngoài chơi, muốn đi chơi thì phải có tiền, mà không muốn phiền hà con cái thì làm thế nào đây, phải có tiền. Đi làm thì không ai mượn, chứ nhiều lúc ấy mình làm YouTube mình bảo không có tiền, nhiều bạn bảo dẹp đi, con mình bảo dẹp đi. Đến bây giờ là 6 tháng rồi các bạn, chưa có tiền. Thì hôm nọ mình nhận được YouTube người ta thông báo là do ảnh hưởng chiến tranh nên là họ chưa thanh toán được. Nên là có không nhiều các bạn, là ít lắm, mình không nói ra nói xấu hổ. Làm cho vui thôi, làm cho vui để mà gặp bạn bè thôi, gặp các bạn, các em, các cháu thôi. Nếu như bây giờ mà có một phép màu mà cho mình làm lại thì chắc mình sẽ không như thế này nữa, mình sẽ khôn hơn và mình sẽ có đôi, mình sẽ giàu có, chứ mình không ở nhà thuê, mình không độc thân như thế này. Cho nên chính vì như thế nên là mình mới nói là sống ở Đức 35 nay, nửa đời người mà cuộc sống không đổi màu, rất tiếc đúng không các bạn, rất là tiếc. Nhưng mà trông lên thì các cụ thường nói là trông lên thì không bằng ai, trông xuống thì nhiều người vẫn thèm khát cái cuộc sống nước ngoài của mình. Dù rằng mình giàu hay là mình nghèo, nhưng mà mình biết nước ngoài, mình được đi máy bay,
Đi máy bay thì không nói không phải nói ngoa phải chắc phải 20 lần rồi. Nhưng mà có những bạn đi bao nhiêu năm chưa bao giờ về thăm quê. Và mình đã thoát khỏi cảnh nông thôn. Mình biết nước ngoài, biết đây biết đó. Nhưng cuộc sống mà không tự đổi màu, không đổi màu được là do mình thôi. Mình không biết làm cho nó đổi màu thôi. Mà chính vì vậy, trên mình mới nói là đổi màu hay không là do mình, đúng không các bạn? Trên mình mới nói là bây giờ mà cho làm lại, cho chọn lại thì mình sẽ khác, nhưng mình không như bây giờ. Nhưng mà rất là tiếc, đời người chỉ có một lần đấy các bạn. Các bạn mà cái này mình không phải là dạy đời, nhưng cái này là mình là người đi trước. Nếu như các bạn đi sau thì các bạn còn cơ hội, các bạn cũng lên trước cơ hội, đừng có để mà thời gian nó trôi đi như mình vô tích sự như thế này. Nếu như muốn đổi màu thì đến cuối đời đáng lẽ người ta phải có đôi, có lứa, có nhà riêng, có nhà lầu xe hơi, con cháu đầy đủ, đầy đàn đầy đống thì mới là đổi màu thực sự, đúng không các bạn? Cuộc đời biết hưởng thụ, biết đây biết đó, được hưởng thụ, được chồng yêu cháu chiều. Nhưng mà thôi, ông trời ông không cho ai tất cả, đúng không các bạn? Ông trời đã cho mình biết nước ngoài rồi. Mình không có chồng nhưng mình có con. Hai đứa con của mình nó rất là dễ thương. Nó chịu thương chịu khó, nó chịu làm, nó chăm chỉ tiết kiệm. Nó không chơi bời, không cờ bạc, không hút sách, không cái gì hết. Nhiều khi mình còn phải nhắc con mình là làm ít thôi. Và các cháu thì cũng ngoan ngoãn, rất là dễ thương. Thế là ông trời cho mình rồi. Chứ ông trời không có cho ai tất cả cái gì mà không lấy của ai hết, đúng không các bạn? Còn nhiều cái là mình không có trách thân trách phận mà cũng không trách ai. Trách mình. Mình không biết nắm bắt cơ hội. Mình để cho nó tuột. Uống cốc nước cam cho đã các bạn ơi, ngon lắm. Cái này rất nhiều vitamin. Cái này đáng lẽ là phải ăn với sữa, nhưng mà mình bị máu mỡ máu gan nên là mình không ăn với sữa mà mình ăn không. Ăn không thì nó hơi khô, thì mình uống cái ngụm cái này vào cũng ok. Rất là ngon các bạn. Và mình giới thiệu trái cây một chút nhá. Cái táo vỏ xanh này không phải là táo xanh đâu các bạn, nó là vỏ xanh, rất là ngọt, ăn cũng tốt. Và cái quả việt quất này ăn cũng tốt, năm mùa này đang quả việt quất. Dâu tây này ăn cũng tốt này, anh đào này. Cái gì ăn tốt các bạn, cái gì ăn tốt, cái gì cũng cũng có. Cái gì cũng tuyệt vời. Nhiều khi mình nghĩ, ủa tại sao mình đã xấp xỉ 70 rồi nhỉ? Các bạn ơi, mình còn 2 năm nữa nhé, 2 năm nữa là 70. Mà tại sao mà
Nhiều lúc mình tự hỏi ấy, ôi mình đã 70 rồi à, nhanh thế à? Con mình nó cũng bảo mẹ đã sắp 70, con không nghĩ là mẹ 70. Cái ăn này ở Đức ấy, người ta cũng ăn khác nha các bạn nhé. Họ ăn họ ngậm mồm. Cái thời Đông Đức ấy, con người nó có ý thức lắm. Ăn uống nó ý thức mà không có ồn ào ngoài đường đâu. Bây giờ bọn trẻ nó ngoài đường ồn ào quá các bạn ạ. Mình sẽ ăn cái này xong mình ăn đến cái trái cây này các bạn. Mình bỏ ở đây là mình ăn hết đấy. Ăn từ từ đến trưa này hết đấy chứ mình không phải là mình bày làm cảnh đâu nhé các bạn nhé. Ôi cái máy để xa quá này phải ra tắt. Ok nhé, bye bye các bạn nhé. Bye bye.